không có dọn đường được đâu. Ủa rồi. Ủa rồi. Oh shit. Shit. Oh man. No. Này là đi ra tới đây cái gì này là Desert Slate Real nè, này là Desert Sloppy nè, Sloppy đây. À đi ha, đi 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 đi. Tối nay tụi mình có một cái buổi Nightride anh em ơi, Nightride với team đồng bào Scrambler. Woo! 3 chiếc Scrambler, 3 chiếc Scrambler và một chiếc Multis. Tụi mình đi Nightride cũng không có xa lắm anh em, nói chung là chặng đường hôm nay chắc cũng cỡ 60 cây thôi, cũng không có nhiều. Bình thường tụi mình hay đi ride ở quận 2 á, thì bây giờ tụi mình đi ra Long An. Nói chung cũng không có nhiều, cả đi Long An chơi nó vui. Má, xe cao quá ba, Desert Slate cao quá làm mình lu mờ mất tiêu rồi. Xe của anh Thức chưa có độ gì hết nên là không có dọn đường được đâu. Ủa rồi. Ủa rồi. Ủa rồi. Thanh niên này chạy nhanh dữ rồi ta. Mình đang kéo 80 mấy 90 mà nó vẫn đuổi theo ghê này. Phê quá anh em ơi. Kiểu như là cái cú vặn ga nào đó là vượt lên rất là dễ. Nó khác hẳn với cái cảm giác hồi trước chạy giá chính là phải kéo tua cao để vượt xe nha. Má con này á, vặn cái là vượt được. Thích lắm. Nó tự tin vãi luôn. Mặc dù nha mình chạy có 80-90 thôi, nhưng mà thật sự á, là cái lượng gió mà nó tạt vào thân của mình nó rất là nhiều. Tại vì cái thân của mình nó đang dựng thẳng đứng lên mà, đâu phải là kiểu cuối cuối như là chạy giá 900 đâu. Đối với mình thôi là cái này là cảm giác chạy rất là nhanh luôn rồi, chạy rất là khó chịu luôn. Má gió tạt đầu thiệt luôn đó. mát cảm tưởng như là mát không có cái nóng full face này á, là cái da mặt của mình nó sẽ gợn sóng như là trên phim á. Anh em biết cái kiểu gợn sóng như là trên phim không? Đây mình tới cầu Bến Lức rồi, ná nhanh vậy, mới chút xíu rồi tới nơi rồi. Quẹo qua phải đây là tới trường đua Happyland nè, nhanh thiệt luôn chứ. Ôi rồi ôi, cái đường tối như thế này làm sao mà tôi nhìn thấy đường bây giờ. Má, cái đèn pha zin của con xe này đúng chán luôn anh em. Những cái đường tối như thế này là khỏi thấy đường luôn. Đấy, nhìn xe người ta đi, thấy cái đèn chợ sáng ok không? Má, xe mình không thấy một tí gì. Đây chỗ nào vậy? Mình chưa xuống Long An bây giờ mình chưa biết luôn. Đây là gì vậy? Không, xe của anh đâu có ồn bằng xe em được. Xong rồi, let's go home, let's go home. Một buổi Nightride tuyệt vời, như là Nightride gần 40 cây. Má, con xe mình đậu kế bên hai chiếc này nhỏ bé, Ducati Mini 110. ngay chân cầu. Hả? Ngay cầu mà. Ừ, có gần cây cầu á. Quay lại thôi. Má đù. Má, rất biển số. Má ghê vậy. Shit! Oh man! Oh man! No! No! Oh shit man! Không, cái này, cái dưới này nó là cái đột kia thôi, không phải. Cái này thay cái liền lại được thôi, không đâu bị đâu. Nhà đường này thay được mà. Bỏ vỏ vậy. Bỏ vỏ được. Cái vỏ chứa dừa không? Em chắc không chứa dừa, không em uống coi thôi. Dạ. Không gắn rồi lớp nữa đó. Đừng gắn vô. Không gắn. Ngồi lên em đi. Ngồi lên luôn. Thử đi. Được nhưng mà chắc chạy chậm thôi quá. Muốn tiết kiệm mà giờ nó bắt tốn tiền à. Cái này cũng giả lắm mà. Nó đưa đây giữ nó. Nó bắt vô đích là cái gì đây hay qua luôn. Mừng rồi. Chạy ác quá, rớt biển số luôn rồi. Fuck. Đúng kiểu là cái biển số đó chỉ dành cho để đi phố thôi. Damn bro.